Thưa quý vị, dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc đón không khí lạnh, trời mát kéo dài trong nhiều ngày. Trong đó, vùng núi, đêm và sáng sớm mùng 2 đến mùng 4 tháng 10, trời rét, có nơi dưới 16 độ C. Điểm tin không khí lạnh và thời tiết nổi bật ngày 30 tháng 9 năm 2024. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ngày 30 tháng 9, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cùng một số khu vực Tây Bắc Bộ từ sáng mùng 1 tháng 10. Gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3 trong đất liền và cấp 4 đến 5 ở ven bờ biển. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trời mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có thể rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi từ 17 đến 19 độ C và có nơi dưới 16 độ C. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa lớn ở một số nơi như Tà Tổng, Lai Châu 101,6 mm, Bản Ngần, Hà Giang 271,8 mm, Hóa Thượng, Thái Nguyên 61,2 mm. Từ nay đến đêm 30 tháng 9, dự báo mưa vừa, có nơi mưa rất to, với nguy cơ mưa lớn cục bộ trên 90 mm trên 6 giờ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, mưa lớn sẽ giảm nhanh. Vùng biển phía đông bắc Biển Đông có khả năng xảy ra mưa rào và dông mạnh, có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày và đêm 1 tháng 10, gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 9 và biển động mạnh, sóng cao từ 4 đến 6 mét. Thưa quý vị, dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 30 tháng 9 trời nắng nhiều từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 30 tháng 9 nhiều mây, trời nắng từ sáng đến chiều, về tối có mưa rào và dông một vài nơi, trong cơn mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 34 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến là 87%, mật độ bay là 98%. Dự báo chỉ số UV các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đều có chỉ số UV ở ngưỡng có nguy cơ gây hại ở mức trung bình. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30 tháng 9 như sau: ở Hà Nội có nhiều mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào, mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thưa quý vị, một quả đồi cạnh khu dân cư ở tổ dân phố Na Khà, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Thanh Hóa xảy ra vết nứt lớn. Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 21 hộ dân với 101 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Lát cho biết ngày 29 tháng 9, địa phương đã di rời 21 hộ dân với 101 nhân khẩu nằm trong khu vực phố Na Khà, vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Tại một số ngôi nhà, lực lượng chức năng cùng chính quyền thôn, xã và người dân đã chủ động tháo dỡ nhà, sơ tán tài sản để tránh thiệt hại trong trường hợp xảy ra sạt lở núi. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 9, người dân phát hiện trên đồi Na Khà xuất hiện nhiều vết nứt lớn, vị trí nứt nằm ở phía sau khu nhà dân thuộc tổ dân phố Na Khà. Được biết, vết nứt trên đồi Na Khà xuất hiện từ hôm 26 tháng 9 và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong 2 ngày qua, với chiều dài khoảng 400 mét, độ rộng vết nứt gần 1 mét. Khối lượng đất đá đang dần có hiện tượng xê dịch làm hư hỏng đường bê tông của khu phố và bờ kè đá của nhà văn hóa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng nay 29 tháng 9, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều tối ngày 29 tháng 9 đến đêm 30 tháng 9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm, cần đề phòng nguy cơ sạt lở và lũ quét. Dự báo trên đất liền khoảng gần
Sáng và ngày 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó hầu hết là khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến 5. Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi từ 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Ở Nghệ An đến Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Thưa quý vị, đêm 29 tháng 9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trong đêm tại dãy nhà xưởng trên địa bàn xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, khiến ngọn lửa bốc cao cả chục mét. Khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực dãy nhà xưởng xí nghiệp may Minh Hà thuộc xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đối diện với số 60 đường Di Ái, xã Di Trạch. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã báo chính quyền địa phương. Thời điểm gần 0 giờ sáng tại hiện trường, khoảng 10 xe cứu hỏa và xe nước đã được điều động tới. Cảnh sát đã phải mang theo nhiều trang thiết bị di chuyển vào phía bên trong nhà xưởng của xí nghiệp. Khoảng 0 giờ 15 phút sáng 30 tháng 9, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, nhiều người nghe thấy tiếng nổ phát ra tại xưởng sản xuất. Cột lửa kèm khói từ vụ bốc cháy cao hàng chục mét. Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại trong vụ việc kể trên và nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau khi lắp đặt xong từ 6 giờ ngày 30 tháng 9, người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô con và xe bán tải được đi qua cầu Phao, Phong Châu, Phú Thọ. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông qua cầu Phao Phong Châu, cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, xe ô tô con và xe bán tải đi qua cầu Phao Phong Châu. Thời gian đảm bảo giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu Phao từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trường hợp đặc biệt, binh chủng công binh sẽ có thông báo cụ thể. Thời gian tổ chức phân luồng giao thông bắt đầu từ 6 giờ ngày 30 tháng 9 đến khi có thông báo thay thế. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, được phép đi qua cầu Phao theo 2 chiều, tốc độ tối đa là 5 km/h. Các loại xe ô tô con và xe bán tải được phép đi qua cầu Phao theo 1 chiều, thời gian mỗi chiều đi là 10 phút, cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30m, tốc độ tối đa cho phép là 10 km/h. Các phương tiện và người đi lại qua cầu Phao phải tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng. Sunday ở vòng 6 ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Tottenham Hotspur, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes của MU đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với James Maddison bên phía đội khách. Sau trận đấu, thủ quân của MU đã có những chia sẻ về sự việc và cho rằng mình khá oan uổng. Bruno Fernandes nói rằng ngay cả James Maddison khi đứng dậy cũng nói rằng đó không phải là thẻ đỏ. Anh cho biết nếu đây là thẻ đỏ thì tất cả phải xem xét nhiều tình huống phạm lỗi khác còn tệ hơn. Bruno nói không hiểu sao và lại không yêu cầu trọng tài xem lại pha bóng trên màn hình. Về phía Liên đoàn bóng đá Anh, FA, họ nói rằng trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Fernandes vì phạm lỗi với Maddison và đã kiểm tra và xác nhận quyết định của trọng tài về hành vi phạm lỗi nghiêm trọng. Theo luật hiện hành của FA, hành vi phạm lỗi nghiêm trọng được định nghĩa là một pha vào bóng gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối thủ hoặc có hành vi thô bạo quá mức. Nếu không kháng cáo hoặc kháng cáo không thành công, Manchester United sẽ mất Bruno Fernandes ít nhất 3 trận đấu nữa tại Premier League, gồm các cuộc đấu với Aston Villa, Brentford và West Ham. Sau trận thua trước Tottenham, MU đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 7 điểm sau 6 trận đấu.